Tiếp phần 7 của bộ truyện chấn kinh con vợ nữ đế. Thấy thái độ tự tin đầy chắc chắn của Ninh Thiên, âm tam thập trong lòng bắt đầu hoang mang tự hỏi. Hắn bình tĩnh như thế, chẳng lẽ thật sự có đáp án sao? Hắn ngước mắt nhìn về thân ảnh đứng đối diện bên trên trong lòng chợt dấy lên một nỗi chơi vơi khó tả rồi lại tự chấn an bản thân. Không thể nào, câu hỏi này ta đã chuẩn bị từ lâu. Lão tổ đầu chó này chỉ ở thông linh giới, hắn làm sao có thể biết được ngay cả đại trưởng lão đang ngồi trên chiếc ghế danh dự ở phía sau ninh thiên cũng hồ nghi nhìn anh lầm nhầm tự hỏi chẳng lẽ tổ sư biết đáp án sao ninh thiên với cốt cách điềm đạm không chút dao động đó nhìn xoáy vào đáy mắt âm tam thập chậm rãi nói rõ từng tiếng một đạo là cái gì câu hỏi đơn giản như vậy không biết có gì khó hiểu ở đây các ngươi cứ nhìn cho kỹ đi nói dứt lời anh phi người bay thẳng về phía bên dưới đáp xuống trước mặt của âm tam thập bên trên khán đài cũng rộ lên tiếng nói tổ sư tự mình lên trận kìa. Những đệ tử cùng nhiệt nhìn thấy Ninh Thiên ra mặt cho Thiên Ma Giáo thì càng tin yêu và phấn khích hơn bao giờ hết. Để tỏ rõ sự yêu mến của mình họ liền ra sức cổ vũ hết mình không ngừng hò hét. Sư phụ đã khiến chúng ta bao nhiêu lần phải bất ngờ rồi. Đúng vậy, lần này ngài ấy sẽ phá cục diện như thế nào đây? Âm tam thập nhất môi cười ngạo nghễ nói với giọng đầy coi thường. Ta thấy ngươi tuổi còn trẻ, cảnh giới cũng không tính là rất cao, thiên ma giáo thật sự muốn làm qua loa như thế sao? Phái ngươi tới trả lời câu hỏi của ta. Ninh thiên không có gì làm buồn lòng mà đứng thẳng người chấp hai tay ra sau lưng thản nhiên đáp lời. Đôi khi, có những điều không thể kết luận bằng tuổi tác. Lăng hao nghe câu đối đáp vừa rồi của Ninh thiên thì liền tỏ thái độ lồi lõm bảo. Hoang đường, lại còn dám nói câu hỏi này đơn giản. Ta thấy hắn chẳng qua là một tên lang thang nhanh mồm nhanh miệng thôi, ở bên cạnh thánh nữ giao trì chỉ đưa mắt theo dõi cuộc luận đạo không mảy may đưa ra bất cứ nhận xét nào. Ninh Thiên nhìn âm tam thập cười nhạt nửa thật nửa vời nói tiếp với giọng bông đùa. Tiểu cô nương, để ta trả lời cho ngươi, đạo là cái gì? Đạo, không hình không màu, không tiếng không mùi, giọng nói trầm bổng của Ninh Thiên như có một mị lực dịu kỳ. Nó mang dáng dấp tựa hồ như những làn khói mỏng kèm theo những tia hào quang lấp lánh bay vút lên cao đến nỗi một cánh chim đang thơ thẩn bay ngang trên nền trời cao, cũng bị những thanh âm đó làm cho mê hoặc mà đáp lên ngón tay trỏ của anh. Giọng ninh thiên vẫn vang lên đều đều, to như không ở ngoài, bé mà không ở trong. Đạo là thứ tạo ra thiên địa vạn vật, là tổng năng lượng thống trị thiên địa vạn vật. Ở bên trên khán đài là một sự bùng nổ thật sự, mọi người không tiếc lời bày tỏ sự ngưỡng mộ, không hổ là tổ sư. Lý giải được câu hỏi bí hiểm như thế, sao ta không hiểu tổ sư đang có ý gì? Bất kể như thế nào, dáng hình của tổ sư thoạt nhìn rất lợi hại. Thánh nữ giao trì cũng mê đắm nhìn Ninh Thiên trong lòng khâm phục nghĩ, không hổ là truyền kỳ tổ sư, hai câu nói ngắn ngủi đã ổn định cục diện. Âm tam thập vẫn chưa lĩnh hội được điều thâm thúy trong lời nói của Ninh Thiên nên dở giọng cạnh khóe, cho rằng dùng chút lời nghe không hiểu cho có lệ có thể lừa dối ta rồi qua cửa sao. Ninh Thiên nhắm mắt thở dài bất lực trước thái độ chấp mê bất ngộ của người trước mặt rồi chê trách bảo, Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy? Chà, không có văn hóa thật là đáng sợ. Anh mở mắt nhìn hắn kiên nhẫn nói như nhắc nhở. Nghe cho kỹ vào. Đối với ngươi mà nói, lớp học như này sẽ không có lần thứ hai đâu. Ninh Thiên lấy lại vẻ nghiêm túc đạo mạo như một vị chân nhân đang chuẩn bị khai sáng tâm trí cho đệ tử tiếp tục diễn thuyết. Đại đạo ba ngàn, mỗi một đạo đều có cách lý giải thuộc về chính nó. Lấy kiếm đạo làm ví dụ, kiếm đạo là kiếm ý. Là nhận thức của kiếm khách đối với thanh kiếm, người tu luyện kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm ý như vậy sẽ khiến hắn lĩnh ngộ được kiếm đạo. Theo cách lý giải này, vậy như thế nào là đạo? Không cần ta nhất định phải giải thích nữa chứ. Nói xong anh đưa mắt nhìn đối phương nở một nụ cười độ lượng chờ đợi. Mọi người sau khi nghe những lời giảng giải vàng ngọc của anh thì đầu óc có chút khơi gợi nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ tin túy của đạo nên tin tưởng hỏi lại. Ý của tổ sư là, ba ngàn đại đạo thì có ba ngàn loại đạo sao, mỗi đạo đều là thuộc về mình độc nhất vô nhị sao. Ninh Thiên khẽ tung cánh chim trên tay mình để nó bay lên, làm mấy cái lông vũ rơi ra trao liệng trong không trung trông vô cùng đẹp mắt, rồi anh thong thả giải đáp cho câu hỏi của các đệ tử. Đạo vốn là con đường mà người tu luyện lựa chọn mà thôi, ba ngàn đại đạo. Khi ngươi thành công tu luyện đạo lý này đạo cũng đã ở trong tâm ngươi. Nếu không, ngươi vì sao có thể tu luyện thành công đây? Nghe đến đây thì bên trên khán đài một lần nữa bắt đầu dậy sóng những lời giảng giải rõ ràng của Ninh Thiên như một gáo nước mát lành gột rửa tâm hồn của bọn họ, khiến bọn họ giác ngộ thực sự, sung sướng gieo ầm lên. Ha ha ha, ta hiểu rồi, tổ sư một câu đã đánh thức người trong mộng, giải hóa nghi hoặc của tôi, tôi, tôi sắp đột phá rồi. Âm tam thập như người mê sảng chưa thoát ly được cơn mộng mị đã bị xiềng xích của thân tâm trói buộc bao ngày qua, bất giác được khai màu thì có chút bở ngỡ nói trong vô thức. Không thể nào, tuyệt đối không thể tu đạo là phải hiểu đạo là gì. Đạo ở trong tâm. Nếu đã đơn giản như vậy, ta sớm đã. Hắn vừa lầm nhầm đến đây thì đột nhiên đã giác ngộ được cái cốt lõi của đạo. Tự thân cảm nhận được một luồng linh khí mạnh vô biên đang bùng cháy trong cơ thể. Trong phút chốc đập tan cả những xiềng xích đã bao ngày cột chặt tâm hồn mình. Rồi không kìm được tiếng lòng kêu khẽ. Ta, ta thực sự đã đột phá rồi. Ninh Thiên nhìn thấy âm tam thập đang đưa tay vào đầu. Cố gắng điều khiển lý trí chống đối lại thân tâm thì cười nhẹ châm chọc. Ngoài miệng không thừa nhận, thân thể ngược lại rất thành thật, trong lòng anh khoái chí nhủ bụng, không nghĩ tới tùy tiện nói một chút lại thật sự khiến những thiên kiêu này ngớ ra luôn, bọn họ cũng dễ lừa gạt thật. Vừa lúc đó màn hình hệ thống lại hiện ra thông báo, bạn làm mọi người ngạc nhiên, nhận thẻ kỹ năng khen thưởng. Đại đế nhất kích, đại đế nhất kích có thể phát động một kích mạnh mẽ của đại đế thần đế cảnh đỉnh phong, sau khi phát động, thẻ kỹ năng sẽ trở thành phế thải. Ninh Thiên sau khi nhận được phần thưởng bất ngờ này thì vui sướng nghĩ thầm, một kích của đại đế thần đế cảnh đỉnh phong sao? Nếu như gặp phải cường địch có cảnh giới cao hơn ta mấy cấp, thì ta cũng coi như có thêm một cách để giữ mạng rồi. Lúc này bên trên bệ đài chính, đại trưởng lão nhìn về phía Ninh Thiên mà xúc động bày tỏ. Lúc trước một câu đánh tan đông đảo Thánh tử thần tử đạo tâm, bây giờ lại một câu giải hóa nghi hoặc của mọi người. Có tổ sư như này thật sự là phúc phận mấy đời thiên ma giáo ở bên cạnh lạc vô tình chỉ yên lặng đánh mắt quan sát đức lang quân của mình bên dưới sau một hồi đột phá âm tam thập mới chấp hai tay phủ phục trước ninh thiên cúi đầu thừa nhận coi như người lợi hại hôm nay ta thua ở xung quanh vọng lên tiếng khen ngợi tổ sư truyền kỳ của thiên ma giáo quả nhiên thật lợi hại âm tam thập thất bại thảm hại ê chề quay người bước đi bàn tay hắn toát ra linh khí truyền tin cho người đứng đầu ảnh ma tông kế hoạch thất bại mời tông chủ ra tay sau khi âm thầm báo tin xong, hắn khẽ liếc mắt về phía sau chưa hết ấm ức trong lòng hừ giọng nói nhỏ. Hừ, cho dù ngươi có thể trả lời thì sao, đợi lát nữa bức vua thoái vị, thiên ma giáo ngươi cũng sẽ mất mặt thôi. Thấy âm tam thập lặng lẽ đi xuống, tên lăng ngao nãy giờ làm khán giả cũng đã nôn nao trong dạ nên liền chấp tay nói. Lăng hư tông, lăng ngao, xin tổ sư chỉ giáo. Bốn bề xung quanh thấy hắn tiến lên thách đấu thì bắt đầu bàn tán xôn xao, kịch hay tới rồi. Lăng Hao lợi hại nhất trong tam đại thiên kiều. Sở trường chính là kiếm đạo. Lăng Hao sau khi nói xong thì phúc một cái cũng đã ở trước mặt Ninh Thiên. Hắn lạnh lùng nói, điều ta muốn luận đạo là kiếm đạo. Ninh Thiên nhìn hắn mỉm cười bảo, tới đi, trong lòng anh gieo thầm. Tuyệt vời, vừa vặn có thể thí nghiệm một chút hệ thống cho kiếm ý võ học trước đó. Lăng Hao vừa rút thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ vừa trân trọng giới thiệu. Thanh hư ảnh kiếm trong tay ta là vũ khí cấp bảo khí hắn rút thanh kiếm ra liền vung tay múa một đường luồng kiếm khí xanh nhạt tỏa ra bay vòng vèo như lốc xoáy kiếm khí chém xuống nền đá thô cứng trước mặt ninh thiên gây ra một tiếng nổ điếc tai đất đá bay lên loạn xạ văng tứ tung ra xung quanh nhưng anh vẫn đứng chấp tay ra sau lưng vô cùng bình tĩnh được thưởng lãm một thanh kiếm quý báu khán giả bên trên khán đài xích xoa không ngừng vang lên chúa ơi pháp khí lợi hại nhất cả thiên linh vực này chính là bảo khí lăng hư tông thật sự rất coi trọng hắn cho hắn pháp khí tốt như vậy sao? Bảo khí sao? Lợi hại làm sao? Vũ khí thiên linh vực bình thường chia làm 5 giai phẩm, pháp khí, linh khí, bảo khí, tiên khí, cuối cùng là thần khí. Nghe nói trên thần khí còn có giai phẩm khác, nhưng chưa có ai đã được thấy qua. Nghe mấy lời bàn tán này Ninh Thiên khẽ liếc mắt nhìn những khán giả bên dưới rồi nhủ thầm trong bụng. Thì ra là vậy, cũng chỉ vũ khí mà, vẫn chỉ có tác dụng phụ trợ thôi mấu chốt vẫn là quyết định bởi người sử dụng. Sau khi vung kiếm chứng tỏ thực lực khiến mặt đất bị đánh toang hoác một lỗ lớn, trong khi đó Ninh Thiên vẫn hiên ngang chấp tay sau lưng. Không rút ra bất kỳ thanh kiếm nào hay tỏ động thái gì thì tên lăng ngao chỉ kiếm về phía anh ngạc nhiên hỏi. Tổ sư, sao người không cầm kiếm? Nếu không cầm kiếm, làm sao có thể luận kiếm đạo? Anh thản nhiên đáp, ta không có kiếm. Đám người hâm mộ nhiệt tình nghe vậy thì liền đưa kiếm lên nhau nhau đề nghị. Tổ sư, Tôi có kiếm này. Tổ sư dùng của tôi đi. Kiếm của tôi rất tốt. Là cấp bậc linh khí. Đúng lúc đó Ninh Thiên đưa cánh tay lên vận dụng linh khí cơ thể. Đồng thời bảo, mặc dù ta không có thanh kiếm thật, nhưng ta có một thanh kiếm khác. Linh lực từ thân người anh như những tia lôi điện bắt đầu tỏa ra kêu răng rắc. Lăng Ngao nhìn thấy những tia điện đang dần kết tinh lại thì như không tin vào điều đang diễn ra trước mặt chố mắt hoang mang nói. Kiếm linh khí, kiếm ý của người đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh sao. Trên bàn tay Ninh Thiên bây giờ là một thanh kiếm khí mang hình dáng một con rồng xanh khổng lồ đang uốn lượn. Anh tự hào giới thiệu, kiếm ý hóa long. Kiếm ý của Ninh Thiên bay lượn bên không trung che kín cả vùng trời. Bao quanh cơ thể con rồng không ngừng phát ra những tia linh khí sáng trắng như tia sét. Nó hung dữ lao về phía lăng ngao khiến hắn ta sợ toát cả mồ hôi lạnh. Mặt mày thất sắc muốn chết đứng tại chỗ. Nhưng không biết vô tình hay hữu ý mà con rồng lại chạm vào một tảng đá núi ở phía sau lưng lăng ngao tạo ra một tiếng ẩm cực lớn cũng vì vậy mà làm văng những mảng đá lớn xuống võ đài bên dưới thấy kiếm ý cực phẩm này khán giả chứng kiến không khỏi trầm trồ kiếm ý thật sắc bén phóng ra giống như thương long phá đánh đâu thắng đó không gì cả nổi sau khi làm cho lăng ngao thất kinh hồn vía ninh thiên lấy tay phễ phễ rồi cười lớn ái ngại bảo ha ha xin lỗi trượt tay một chút tuy rằng lĩnh ngộ kiếm ý nhưng vẫn cần luyện tập nhiều hơn mới có thể thuần thục khống chế Người đại diện cho Lăng Hư Tông lúc này vẫn chưa hết hoảng sợ xấu hổ nói. Mức độ lĩnh ngộ kiếm ý của ta đối với tổ sư mà nói. Căn bản không cùng một cấp bậc. Quả nhiên là bên ngoài luôn có kẻ mạnh hơn. Hắn ta cúi đầu khuất phục. Tổ sư, ta cam bái hạ phong. Luận đạo lần này, ta thua rồi. Đám đệ tử của thiên ma giáo một lần nữa được dịp gieo hò vang dậy. Thắng rồi, tôi biết mà. Tổ sư nhất định sẽ thắng. Lại thắng ma đạo thiên kiêu mạnh nhất. Tổ sư quả nhiên rất mạnh. Ninh Thiên nhìn theo bóng lưng thất thiểu của Lăng Ngao rời khỏi luận đạo đài mà có chút dần vật nghĩ. Ta cũng chỉ tìm người so chiêu, thử xem uy lực kiếm ý này thôi mà. Ninh Thiên không biết rằng ở phía khán đài gần đó, có một người con gái đã động lòng trước sức hút của anh. Trong khi cô ta còn đang đắm đuối nhìn anh không chớp mắt thì anh lại lên tiếng hỏi. Giao trì thánh nữ, ngươi tiếp không? Cô ta e thẹn đáp, tổ sư, con không đến đây để luận đạo, con đến đây để. Thanh nữ mới nói tới đó thì đột nhiên từ trên không trung có một luồng khí tức sắc tím vần vũ như lốc xoáy xuất hiện, cuồn cuộn phóng tới bao trùm lấy cơ thể Ninh Thiên. Khi anh nhận thức được thì toàn thân đã bị khống chế bất động, anh hoảng hốt kêu thầm trong bụng. Không xong, linh khí bị áp chế, ta không động đậy được, chết tiệt! Luồng khí tức bắt đầu giáng những đòn uy áp tấn công về phía Ninh Thiên, khiến mặt đất xung quanh bắt đầu dạng nứt ra, khiến cơ thể anh cũng bắt đầu trao đảo, khó có thể trụ vững anh toát mồ hôi hột tự hỏi là cường giả thần đế cảnh không phải là lạc vô tình là ai